Nhận định bóng đá Juventus với Inter, 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, ngày tái ngộ đội bóng cũ của huấn luyện viên Antonio Conte diễn ra sớm hơn dự kiến, thay vì phải chờ đến khi Serie A 2019-2020 khai màn, ông sẽ có dịp chạm trán Juventus vào tối nay ở giải giao hữu ICC 2019. Nhưng với Inter của Conte bây giờ đánh bại và đầm già gần như là bất khả thi. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Ít ngày trước, Juventus và Inter đều thất bại trước các đội bóng Anh ở lượt trận đầu tiên tại ICC 2019. Tuy nhiên, nếu như trận thua của Juventus trước Tottenham có phần đen đủi khi Harry Kane lập một siêu phẩm từ giữa sân thì Inter lại cho thấy một bộ mặt tương đối nhạt nhòa ở trận thua MU. Conte trên cương vị huấn luyện viên trưởng vẫn chưa thể cải thiện nhiều lối chơi của Inter, qua đó khiến họ thua toàn diện trước MU. Nếu các chân sút MU dứt điểm gọn gàng hơn, họ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn vào lưới Inter hôm đó, thay vì chỉ có một pha lập công của tiền đạo trẻ Mason Greenwood. Trong thời gian gắn bó với Juventus, Conte đã biến đội bóng này trở thành thế lực bóng đá số 1 Italia. Điều đó vẫn không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Thậm chí Juventus còn mạnh hơn trước rất nhiều nhờ những bản hợp đồng bom tấn như Ronaldo hay De Ligt. Tại Serie A hiện nay, chỉ có Juventus đủ nguồn lực tài chính theo đuổi những thương vụ tiền tỷ trên thị trường chuyển nhượng. Đó là điều kiện tiên quyết giúp họ thống trị bóng đá Italia suốt nhiều năm qua. Đặt lên bàn cân so sánh với Inter, rõ ràng Juventus tỏ ra khôn ngoan hơn rất nhiều khi mua bán cầu thủ. Ba tân binh Ramsey, Rabiot và Buffon đều được họ chiêu mộ với giá không đồng. Bên cạnh đó, Juventus còn bỏ túi hơn 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng việc bán đi 9 cầu thủ không còn chỗ đứng trong đội hình. Cộng thêm sự xuất hiện của Maurizio Sarri trên ghế huấn luyện viên trưởng, rõ ràng Juventus đã tính toán kỹ lưỡng cho những mục tiêu ở mùa tới: tiếp tục vô địch Serie A và tiến sâu ở Champions League. Ít nhất ở thời điểm này, Inter không phải đối thủ xứng tầm của Juventus. Còn đối với bà đầm già, một chiến thắng không chỉ giúp Sarri khẳng định Chelsea đã sai khi để ông ra đi, mà còn là lời cảnh báo đanh thép Juventus gửi tới người thầy cũ của mình rằng họ là vô đối tại xứ sở bí ẩn. Với những con người hiện có, Juventus sẽ không khó đạt được mục đích, thậm chí là một trận thắng cách biệt.